Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Linh Philip Vlog cuộc sống ở châu Phi. Tudo bem? Tá tudo. Fala, chào các bạn. Chào các bạn. Mana aqui igreja, né? Sim. Aí escola. Escola. Escola tá bonito. Tá bonito. Esse chapa é quem que dá? O governo? É o governo. Ah, governo? Sim. Ah, ok. Governo que dá para comprar chapa nova. Sim. Agora aqui escola, igreja. Sim. Aquele de catequista que leva. Sim, aquele catequista aí. De, que naquele dia como fomos aí. É. Ele também vinha mesmo lá. Sim. É que catequista daqui. É. Sim. E você não vem trabalho mais? Vamos ver amanhã. Amanhã? Sim. Đây mọi người, ngày hôm nay mình phi cam mê mùi. Ngày nay mình đi vào trong nhà thờ đây thì có chị này thôi. Chị này là mọi người vẫn hay biết là cũng hay đến trong trang trại làm, nhưng mà có bác mà phụ trách trong nhà thờ đây thì hôm nay bác lại đi làm đồng mất rồi. Mình vào thì mình cũng không thông báo gì đó, thế nên mình muốn kiểm tra xem là ở trong nhà thờ đây như thế nào. Thì đây như mọi người nhìn thấy thì nó cũng, nói chung là trước khi mà mình đến đây thì mình cũng đã biết trước được rồi. Biết trước được là cái nhà thờ này nó cũng giống như những cái nhà thờ khác ở trong các bản thôi. Đó. Thì nó cũng không có cái gì quá là đặc biệt. Đó. Thì toàn bộ là mái tôn, mái tiếc thì nó cũng đã thủng đi rất nhiều rồi. Ở đây thì là một cái bàn này. Ở trong này thì là mấy kia. Ở trong nhà thờ đây thì cũng không có cái gì cả các bạn ạ. Nói chung là tất cả các nhà thờ ở trong các bản thì hầu hết là nó đều giống nhau. Trong này chỉ có một bức ảnh treo ảnh tượng Chúa ở đây thôi. Đó, còn lại thì cũng không có gì. Đây là cái bàn này là do mọi người tự đóng này. Ở đây thì cũng đã có những cái ghế như này rồi. Ghế như này rồi, nhưng mà chị nói là cái ghế này là nó cao quá. Thế là khi mà ngồi là nó kiểu như là hay bị như thế này. Đó. Nó bị ngã. Chị nói là mọi người ngồi nó hay bị ngã. Đó, bây giờ thì ghế thì thực tế là chắc là mình cũng sẽ mua theo cái hình dáng kiểu dạng như thế này. Nhưng mà cái bản nó sẽ, mình sẽ làm cái bản nó rộng hơn. Cái này thì được có mười mấy phân thôi, chắc là được 17, 18 phân gì đấy. Thì mình sẽ làm cái khoảng tầm 25 phân. Đó, 25 phân to như này thì 25 phân để mọi người ngồi cho nó thoải mái. Với cả là cái chân này ấy, cái chân này thì sẽ cắt ngắn đến đây thôi. Nó sẽ cắt ngắn xuống đến đoạn này để cho mọi người ngồi, cắt ngắn đi rồi làm cho cái bản nó rộng ra thì nó sẽ chắc chắn hơn. Chứ như thế này nó rất hay là hay bị ngã. Mana esse cadeira senta sempre cai, né? À, ok. Mà mái tôn thì nó cũng, nói chung là đây là toàn bộ này là tôn cũ các bạn nhé, tôn cũ mọi người cứ đi xin xong rồi đi lấy về xong rồi chắp vá các thứ linh tinh, toàn bộ chỗ này là nó bị hỏng, bị thủng đi rất nhiều rồi. Nhưng bây giờ thì thôi, theo như là nguyện vọng của bác thì là theo như nguyện vọng của bác cùng mọi người thì sẽ mình sẽ cố gắng là sắp xếp để mua ít ghế, chủ yếu là mua ghế thôi, theo như yêu cầu của bác phụ trách nhà thờ này cùng với cả người dân ở trong bản. Như chị có nói là ngày mai tất cả mọi người sẽ lại đến làm việc ở trong farm của mình đó, đến đấy rồi là làm việc, kiểu như là mọi người đổi cái ngày công lao động để mình bỏ tiền của mình ra đi mua ghế cho nhà thờ. Thì đây chỗ này thì chắc cũng phải tầm độ 40 cái là thoải mái. Nhưng trong đây hiện tại có 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 cái này thì sẽ sau này thì sẽ sử dụng vào việc khác đó. Đây các bạn, đây là cái nhà thờ nhìn từ phía trên. Nhìn từ phía trên xuống đấy các bạn. Đó. Nó không có cái gì quá đặc biệt cả. Tôn này thì toàn bộ những là toàn bộ đây là tôn cũ các bạn, mọi người đi nhặt ở đâu về, có những tấm nó màu đen kia nó đã bị hỏng hóc rất là nhiều rồi. Cái này là cũng mình đoán là do tôn này là mọi người xin ở trong lấy ở bên cái chỗ này. Lấy ở bên cái chỗ trường học mới này. Đó, mái tôn là lấy ở bên trường học này. Mọi người nhìn thấy ở trường học đây là cái mái tôn nó màu đỏ rất là đẹp. Vừa nãy mình có hỏi chị thì chị nói là tôn này là của nhà nước cho. Đó. Thì mọi người lập toàn bộ tôn mới vào trong cái nhà thờ này, à chỗ trường học đây. Còn sau đó thì lấy tôn cũ
lấy tôn cũ lợp sang cái chỗ nhà thờ đây. Thôi, cái này thì cứ quyết định vậy đi. Ngày mai thì mình sẽ tập trung mọi người lại để làm việc, sau đó mình sẽ nói chuyện với cả bác phụ trách trong nhà thờ một lần nữa. Thì mình sẽ mua bàn ghế tất cả mọi các thứ ở bên trong để cho mọi người ngồi làm lễ cho nó đẹp. Và cái này thì sẽ phải đặt mấy anh thợ mộc để làm. Đó, thì đặt mấy anh thợ mộc làm thì chắc cũng mất tầm khoảng độ tuần hoặc là chục ngày gì đấy. Cố gắng sẽ ngày mai mình sẽ về để đi tìm mấy anh thợ mộc đến để bàn bạc, để nói chuyện, sau đó sẽ đóng bàn ghế luôn. Cái này là bẫy đã sập cổ anh hay sập đâu? Đó, các bạn anh em mình vừa trong chỗ nhà thờ trong bản Bô Tà về đến trang trại thì mưa đó. Anh Quý mới bẫy được cái con thỏ đây các bạn này. Đó, thỏ anh Quý vừa bẫy xong, mấy anh em là thịt ăn trưa rồi, tao không ở trong cái vườn khoai các bạn dạo này nó kiểu như là cái này bẫy thì đúng nghề của anh Quý rồi, sở trường rồi. Trong nhà là trong quê là anh Quý hay đi đặt bẫy ở rừng ở rú ấy, nên là mấy con thỏ này thì phát một ngon. Vâng. Cô mẹ. Nào, sao đó. Nơi này. Cô gì nhà này? Thỏ rừng nhé các bạn, đây là thỏ xịn luôn đấy. Thỏ này nó ở trong cái khu vực vạt cỏ cái nó ra ấy. Đây. Mưa đấy các bạn, dạo này ở bên cái nó vẫn đang là mùa mưa nhiều ấy. Chỗ kia anh Quý mới làm được cái cây kia như kiểu gọi là cây nêu ấy hả, xong rồi buộc mấy cái lon nước ngọt vào kia, nó cứ ở trên đỉnh ngọn cây, không biết mọi người có nhìn rõ đó. Nó cứ kêu loang quang ấy, để đuổi mấy con chim con chim nó đến nó phá mấy cái ruộng lúa đấy. Và ngày hôm nay thì anh em cũng mới chỉ đắp bờ phía bên này đó, thì ngày mai khi nào người dân ở trong bản Bô Tà đến làm đông thì mọi người sẽ chuyển sang phía bên này để đắp nốt bờ, để hình thành những cái ruộng lúa luôn. Ngày mai quân số vào là anh cứ cho một nửa lên đắp toàn bộ đi, cho đi đắp hết bờ cho nó xong, cho nó ngon lành đã. Tạnh mưa rồi, anh em nghỉ ăn uống xong tranh thủ ra đây cho đập ít mối này, cho mấy con cá nó ăn. Lâu lâu rồi mình cũng chưa kiểm tra ao cá xem tình hình như thế nào. Chỗ này cá rô phi con này các bạn này. Từ ngày anh em mình mang ở trong ao về thả nó đã như này rất nhiều. Nó đẻ này mà được đàn cá chép mà nó đẻ ra như thế này tuyệt vời. Rồi bé Tu, ăn ti đây. Rất nhiều cá nhỏ các bạn. Đó các bạn, đây sau thời gian anh em mình đứng chờ đợi một lúc, nó cũng bắt đầu lác đác nó nổi. Đó, bắt đầu nó mới nổi. Chỗ kia cái con cá chép kia to ấy, nó được bơi, nó ngông ngông kia đi. Nổi ít thế này thôi, chứ nó không nổi nhiều, là phải chờ buổi chiều cơ. Buổi chiều anh em cho đồ ăn thì nó nổi nhiều lắm. Rồi, bây giờ sẽ đi di chuyển về phía dưới kia để đi tập trung đi bơm thuốc các bạn, bơm thuốc cho cái vườn dưa rồi là chỗ lúa các thứ. Các bạn, đây là cái sản phẩm mà cái chai 1 lít của công ty Vinagreen, thì cái này nó có tác dụng là da rễ mạnh này, xanh lá tốt cây, da hoa đậu quả. Đó, bây giờ mình đang có một ít cái dưa đỏ bên kia. Giờ nó cũng đang trong cái thời kỳ gọi là nó chuẩn bị bắt đầu có da hoa đẹp rồi. Đó, giờ mình sẽ sử dụng cái này để đi phun. Bình 18 lít thì sẽ chỉ lấy một nắp này thôi.
vọng là phun cái này vào thì nó sẽ kích thích cho cái cây nó ra hoa, rồi nó ra hoa với cả đậu quả nhiều các bạn. Này bé Tú sẽ đi phun cái này. Thành như này thì mấy hôm vừa rồi nghỉ đi về quê, ở đấy có công việc gia đình các bạn, nên là nghỉ mất mấy ngày. Giờ mới lên. Đi ra thử này. Aquí. No, no me las. Arroz no. À, đi ra đầu ruộng. Cái này nó là một cái sản phẩm về sinh học các bạn, nó không phải là cái thuốc sâu truyền thống như ngày xưa. Em ra kia. Đây. Mình vừa rồi. Để xe bù ca đồ nó ăn nó lại vang tầm mùi tù ao tù. Rồi, bye. Ăn đà rạp bì đùa ế xì xài mùi tù mê rì kà mê tù nó ăn đà để bà gà xin. Mì kêu ơi, nó pizza nà bòn tà, bán nó trà gà. Thì giá tên Pro thì giá ta tên kì. Anda rapidu. Betul. Betul eh, anda mai rapi dulu. Tidak ada panu pizza mu itu nabon tak. Làm cái mương này nó rộng rộng cái này cho nó sau này xả nước cho thôi được rồi. Rufino, auto là xe cả. Thế can này cao thế này thôi. Avanzaki. Manto là xe cả. Thôi được rồi, cái đấy là anh Quý lấy xẻng sẵn cho nó cắm dây. Đi ra phiêu ấy, SC, ly nhà. Ơi. Đấy đây, đầu đấy phải không? Đó, căng dây cho nó thẳng, đắp bờ đâu có cho nó ngon lành cành đào. Để đến mùa khô chiến đấu. Đó, các bạn, đây là cái khu vực đất này là đã dọn cỏ xong rồi. Đó. Dọn cỏ xong rồi là bây giờ anh em sẽ tiến hành với đi đắp bờ. Đắp bờ cho nó định hình cho thành cái ruộng đi, xong rồi. Một vài ngày tới sẽ xả nước vào. Xả nước vào thì cũng sẽ làm giống như ở phía bên kia. Xả nước vào để cho nó chết cái cỏ đi. Với cả là sau này khi nào cày bừa đất nó ngấu, còn bao nhiêu cỏ nó sẽ vơ để bỏ ra phía bên ngoài. Cái này thì sẽ cố gắng đợt này là sẽ vào đây để bây giờ sẽ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ các bạn. Chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để sang đầu mùa khô. Đầu mùa khô khi nào mà được thu hoạch cái lúa này thì sẽ lấy cái lúa đây làm lúa giống để xạ ở phía bên này, hai bên này rồi là cả bên kia nữa. Hiện tại thì bây giờ anh em vẫn đang đi đắp nước cái đường bờ bên này. Ngày mai khi nào người dân đến thì sẽ làm ở phía bên kia. Mai đến thì anh Quý ạ, mai mọi người đến thì cứ chia ra cho đi đắp bờ. Phần lớn là đi đắp bờ. Mai anh chuẩn bị dây dợ các thứ cho mọi người đắp bờ. Còn lại là phần nhỏ là cho đi nhặt cỏ gom vứt bỏ sang phía bên ngoài. Cho khoảng độ 2 2 2 30 người đi đi
nhặt cỏ, còn lại quân số là cho đi đắp bờ. Vậy đắp bờ này nó tốn công hơn là nhặt cỏ, nên là cho mọi người đi. Và như mọi người nhìn thấy phía bên trái đây là bắt đầu đã hình thành những cái ô ruộng giống như là cái ruộng ngày xưa rồi, giống như là cái chỗ ruộng cũ rồi. Và phía bên trái này thì cái diện tích nó sẽ rộng hơn. Rồi sang phía bên phải màn hình kia thì ngày mai mình sẽ nói mọi người cùng với anh Quý. Vừa nãy mình đã bảo anh Quý rồi, đó là ngày mai sẽ bảo mọi người vào đấy là cũng sẽ đi đắp bờ rồi đi dọn cỏ các thứ để cho hình thành những cái ruộng lúa. Và phía bên đấy thì diện tích nó sẽ lớn, nó sẽ ngang bằng với cả hai bên này, bởi vì chỗ đấy đất nó rộng hơn đó. Sau này khi nào có điều kiện nữa thì là có điều kiện nữa vào mùa mưa sang năm thì là ở cái khu vực chỗ cây to đứng một mình ở phía bên trên màn hình của mọi người đấy, tiến thẳng về phía đằng trước thì chỗ đấy mình cũng sẽ có khả năng là nếu được thì sẽ mở rộng để trồng lúa luôn nha các bạn, cố gắng là làm luôn. Hy vọng là nó sẽ vào mùa mưa sang năm thì sẽ khai hoang khu vực đấy ra, vỡ hết cái chỗ đấy ra để làm ruộng lúa, cố gắng là sẽ làm được càng nhiều lúa càng tốt. Nhưng mà cái đấy nó cũng phải phụ thuộc vào mùa mưa nữa các bạn. Còn vào mùa khô thì đúng là chịu rồi, mùa khô thì chắc là mình chị anh em sẽ cố gắng làm ở trong cái khu vực này. Mùa khô thì với cái chỗ như thế này thì nó đã là phải yêu cầu là rất nhiều nước, mình còn đang lo sợ là sẽ không đủ nước để tưới tiêu cho cái ruộng lúa này. Còn mùa khô thì mình ở trước rồi, về nhà mình có hỏi bố mẹ rồi cũng như là các cô các chú, mọi người nói là không có mưa thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cây lúa, cái quan trọng là cứ có nước là được, có nước thì cây lúa nó vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường đó. Như mọi người nhìn đây chỉ là phía bên tay trái này là ngày mai mình sẽ bắt đầu đi vào làm đó. Nói chung là nó cũng diện tích nó cũng được tương đối là khá đấy. Còn ở thời điểm hiện tại thì là bây giờ nó đang vào cái giai đoạn gọi là cuối tháng 3 rồi, chuẩn bị sang đến đầu tháng 4 rồi. Ở đây thì đến theo như kinh nghiệm của người dân thì là đến cứ tầm giữa tháng 4 thì bắt đầu nó sẽ ít mưa đó, ít mưa dần dần đi, là đến sang đến cuối tháng 4 là nó sẽ hết hẳn luôn. Thế nếu mà bây giờ mà tiến hành vào trồng cái gì đấy thì ví dụ bây giờ mà trồng khoai lang chẳng hạn, thì khi mà cây khoai lang nó bắt đầu bén rễ lên rồi thì là nó lại vào mùa khô đó, lúc đấy lại không có đủ nước làm, bởi vì nước bây giờ mình sẽ ưu tiên tập trung cho cây lúa. Như mọi người nhìn phía bên tay trái màn hình của mọi người đây là toàn bộ khu vực này đó, toàn bộ khu vực này là cái mình đã trồng khoai lang đây rồi đó, cũng đã lên rất là đẹp rồi. Hy vọng là đến cuối tháng 4 đầu tháng 5 lúc đấy bắt đầu nó vào cái mùa khô, cái thời kỳ nó khô nắng nóng thì cái này nó sẽ cho thu hoạch đó. Khi mà khoai lang này được thu hoạch thì là cũng sẽ lại chia đều cho tất cả mọi người thôi. Và cái diện tích này thì nó cũng tương đối là ổn rồi đó, rất là nhiều rồi. Đó, đây là toàn bộ cái chỗ khoai lang mà anh em mình có được. Và cái chỗ ao cá này mọi người, chỗ ao cá này thì nó hơi nhỏ nên là không thể trồng nhiều hơn được. Ao nước ao cá này thì sẽ ưu tiên để phục vụ cho cái chỗ cánh đồng lúa, chỗ mà anh em mình đang khai hoang và mở rộng thêm đây đó, sẽ ưu tiên cho cái khu vực trồng lúa này. Toàn bộ nước ở ao thì sẽ tiến hành để bơm lên trên ruộng lúa này để phục vụ cho cánh đồng lúa các bạn. Và thời gian tới này thì mình sẽ mở rộng một cái đường mương đó, sẽ tiến hành làm một cái đường mương đấy thì nó sẽ nối từ ngoài đường nhựa vào, nó rất là xa các bạn. Đây. Đó, đây là cái đường mương này. Người nhìn thấy cái đường mương này là nó nối từ tít khu vực ngoài đường nhựa, nó sẽ chạy vòng kiểu như thế này. Đó, cái đường mương ấy nó chạy thẳng theo cái khu vực này và nó ra đến tít ngoài khu vực ngoài đường nhựa cơ. Thì chắc nó phải tầm cả 2 cây số các bạn. Dạ cả bố. Dạ dạ. Esi la dentro tem bacote. Sì. Tem que guardar. Tá bem. O Esi vai me meter aqui. Acabou, né? Acabou.
Đó, các bạn, bé Tù thì ở trên này cũng đã đi phun xong rồi. Đây, bé Ba Đen Tù rồi. Phun xong cái vườn dưa nước rồi các bạn. Đấy, hy vọng là đến đợt tới này thì cái thuốc này nó sẽ hỗ trợ cho cái cây dưa nó phát triển, nó ra hoa rồi nó đậu quả. Đó. Ok các bạn, thì thôi video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video của anh em mình ngày hôm nay. Chào các bạn. Ba.